Báo chí hồi tuần qua có đưa tin một sự kiện mà nó để lại trong tôi một cái sự băn khoăn. Đó là sự kiện Cần Thơ tự tiếp thị mình với các cái tập đoàn lớn tại Malaysia và Singapore. Các anh chị biết là khi gặp gỡ các tập đoàn nước ngoài như thế này thì Cần Thơ cung cấp thông tin về quy hoạch nè, các dự án kêu gọi đầu tư, rồi những cái khu quy hoạch như là vui chơi, những cái khu vui chơi giải trí, khu đô thị thương mại, dịch vụ kinh doanh bất động sản, vân vân và vân vân. Đặc biệt là nhấn mạnh về việc trao đổi, thảo luận về những định hướng giải pháp, các cái đề xuất trong lĩnh vực chuyển đổi số mà hai bên có thể hợp tác. Thì tôi thấy chúng ta phải rất cẩn thận khi mà chia sẻ những thông tin ấy trong hoạt động xúc tiến thương mại. Vì những cái lý do sau, bây giờ tôi đơn cử như là, ví dụ như khi kêu gọi hợp tác và chuyển đổi số đi. Đây là cái loại thông tin nhạy cảm, mang tính nội bộ của từng tỉnh, từng địa phương, hay rộng hơn là của từng quốc gia. Và đừng bao giờ yêu cầu là chỉ một đối tác tham gia báo giá trọn gói. Nhưng mà chúng ta phải nên chia nhỏ ra các gói để các đối tác không thể hiểu được cái gói mà họ đang phụ trách dùng cho cái khâu nào trong kế hoạch tổng thể. Nếu mà theo thói quen việc gì cũng kêu báo giá trọn gói cho gọn, cho đơn giản thì chúng ta đã dâng không biếu không mọi thông tin thực tế về kinh tế xã hội của nước nhà cho nước ngoài. Và các anh chị biết là các đối tác nước ngoài có thể biết được dữ liệu chiến lược của chúng ta. Từ đó họ phân bổ cái nguồn lực xâm chiếm thị trường mà các doanh nghiệp nội địa rất khó cạnh tranh. Rồi khi mà chúng ta chia sẻ thông tin về quy hoạch đô thị với các đối tác nước ngoài chẳng hạn, thì đương nhiên họ sẽ nắm được cái thông tin khu đất nào sẽ tăng giá, các tòa nhà nào sẽ được xây và chiến lược khai thác như thế nào. Nói chung là họ nắm trước những cái thông tin về kinh tế của chúng ta. Việc mà các tỉnh thành có sự chủ động đi ra ngoài hợp tác là rất tốt, nhưng mà phải cẩn trọng trong những nội dung về hợp tác để bảo vệ nguồn nội lực của quốc gia, kẻo chúng ta thua ngay ở trên sân nhà. Một ý khác nữa là có lần tôi gặp một số doanh nghiệp sản xuất những cái chi tiết của vũ khí hiện đại cho quân đội Hoa Kỳ, thì họ hoàn toàn không biết các chi tiết họ làm là để ráp vào loại vũ khí nào. Mỗi cái công ty như vậy thì họ làm một số những chi tiết rất nhỏ, và cái bản thiết kế tổng thể thì được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quản lý hoặc là được những công ty vũ khí quản lý. Các cái nhà thầu phụ hoàn toàn không biết được các chi tiết mà họ đang làm dùng cho cái loại vũ khí nào. Thì chúng ta học được cách áp dụng nguyên tắc này vào mọi hoạt động kêu gọi thiết kế trong một cái kế hoạch tổng thể. Cho nên không phải là chúng ta đi xúc tiến thương mại rồi chúng ta nói với đối tác là tôi sẽ nói cho anh những cái mà tôi cần và anh phải báo giá cho tôi trọn gói, rồi chúng ta tiết lộ tất cả những cái kế hoạch thông tin về kinh tế xã hội của cái khu vực tỉnh thành mà mình phụ trách cho phía các cái công ty này. Đó là những cái loại thông tin rất là nhạy cảm mà muốn kêu gọi đối tác chúng ta phải chia nhỏ ra các gói, mỗi đối tác chỉ được phụ trách một cái gói mà thôi. Rồi bây giờ cái tin tức mà tôi chú ý hồi tuần qua, cái tin tức thứ hai đó là có một cái bản tin khác có tiêu đề là gia nhập chuỗi cung ứng ngành điện tử. Thì đây là một cái hội thảo nói về việc Việt Nam sẽ tham gia vào, mà thật ra không phải là sẽ tham gia vào, nhưng mà đã tham gia vào trong nhiều năm qua rồi nhưng mà chưa có hiệu quả lắm trong cái việc là lắp ráp sản phẩm điện tử. Tôi thấy năm nào cũng vậy, hễ có hội thảo về khoa học kỹ thuật hay là điện tử thì những cái nội dung được các vị phát biểu ở hội nghị thường là hàm lượng chất xám rất thấp trong những sản phẩm do Việt Nam lắp ráp hay là sản xuất. Rồi các doanh nghiệp lắp ráp đồ điện tử đa số là doanh nghiệp FDI, tức là có vốn đầu tư nước ngoài chứ không phải doanh nghiệp của Việt Nam. Thế thì khi nào Việt Nam mới thực sự là có doanh nghiệp mà làm ra được sản phẩm điện tử và bán được trên thị trường thế giới? Cái nền tảng khoa học kỹ thuật của mình đi sau người ta thì mình mua thành phẩm cao cấp nhất về và nghiên cứu. Giống như Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta biết là những năm đầu sau chiến tranh ở đất nước của họ đó, thì họ chơi cái bài này. Nghĩa là khoa học kỹ thuật của Nhật Bản phát triển là do họ mang những sản phẩm kỹ thuật từ Đức về, mổ xẻ, nghiên cứu, tìm hiểu và sản xuất ra sản phẩm riêng của họ
và có cải tiến. Còn Hàn Quốc thì cũng bắt chước theo bài của Nhật Bản với cách làm tương tự như vậy. Cho nên hiện nay các hãng xe hơi của Hàn Quốc, tôi lấy ví dụ, là họ xâm chiếm thị trường Âu Mỹ rất dễ dàng, thậm chí chinh phục thị trường không những là về kỹ thuật cao mà còn là dịch vụ hiệu quả của cái văn hóa phương Đông nữa. Tại sao Việt Nam mình không bắt chước những bài học như thế mà cứ phải nghiên cứu từ những gì quá sức cơ bản, khiến cho năng lực khoa học kỹ thuật của chúng ta ngày càng có khoảng cách xa với lại thế giới? Có phải vì chúng ta chậm chạp trong tư duy đổi mới, sợ trách nhiệm và hay đi theo lối mòn hay là không? Tôi nghĩ là có lẽ vậy. Chúng ta không thể có kết quả mới với cách làm cũ, cho nên phải nhanh chóng áp dụng cách làm mới để mang tới kết quả mới khả quan hơn. Phải tạo ra sản phẩm điện tử của riêng Việt Nam, đừng chỉ lắp ráp là năm này qua năm nọ nữa với hàm lượng chất xám không cao trong lĩnh vực điện tử. Chúng ta chỉ ráp lại những thứ mà nước khác làm sẵn thì làm sao mà chúng ta phát triển được khoa học nghiên cứu, tạo ra sản phẩm thực sự vượt trội. Và tin tức thứ ba tôi cũng chú ý, đồng thời muốn chia sẻ với các anh chị là trên tờ Tuổi Trẻ đó có đưa tin là tìm phương án cho sân bay chuyên charter ở Khánh Hòa. Thì ngày 11 tháng 11, tỉnh Khánh Hòa có thông tin về cuộc họp của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện các cái sở ban ngành liên quan của tỉnh với Cục Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 10 tháng 11 về cái việc là đề xuất bổ sung quy hoạch xây dựng sân bay dân dụng tại khu kinh tế Vân Phong vào cái quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc. Và theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ngày 2022 về cái việc thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050, thì tỉnh Khánh Hòa đã quy hoạch đầu tư xây dựng sân bay dân dụng tại khu vực xã Vạn Thắng với quy mô là từ 500 đến 550 hectare. Thế nhưng tại cuộc họp vừa qua hồi tuần rồi đó, thì Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết thời điểm này thì không thể bổ sung cảng hàng không vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ từ năm 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được. Tuy nhiên, theo cái thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vào tháng 3 năm 2022, thì Thủ tướng đã đồng ý chủ trương cho nghiên cứu xây dựng sân bay phục vụ charter, thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách gắn với phát triển khu kinh tế Vân Phong và huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp theo tinh thần nghị quyết 09, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị. Do đó thì theo Cục trưởng Đinh Việt Thắng, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì thời gian tới Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu đề xuất quy hoạch sân bay tại khu kinh tế Vân Phong với mục đích phục vụ chuyến bay charter. Bây giờ để tôi phân tích cái sân bay phục vụ các chuyến bay charter là như thế nào. Đây là cái loại sân bay chuyên phục vụ cho phi cơ riêng của các sếp, nói nôm na như vậy cho dễ hiểu. Từ trước tới nay thì chúng ta chỉ đón khách du lịch mua vé máy bay thương mại của các hãng hàng không để đến Việt Nam du lịch. Nói chung đối tượng khách này tương đối là bình dân hay là trung lưu thôi. Bây giờ chúng ta xây dựng sân bay charter là để phục vụ máy bay riêng hoặc các đoàn khách riêng biệt, họ đi bằng cái chuyến bay riêng của họ, tránh để họ đi chung với các loại hành khách thông thường. Nó khác nhau là như vậy. Tôi nghĩ đây là cái hạng mục mà nên nhanh chóng đưa vào quy hoạch để khôi phục và phát triển cái ngành du lịch, không nên lùi lại nữa. Thủ tướng đã đồng ý thì Cục trưởng nên nhanh chóng đưa nó vào hạng mục ưu tiên. Chúng ta phục vụ các đoàn khách VIP du lịch thì mới thu được ngoại tệ nhiều chứ hả? Chứ còn phục vụ khách bình dân không, rồi những cái hội nghị, hội thảo của các tổng giám đốc của các tập đoàn lớn, họ thường đi máy bay riêng và không có sân bay chuyên dụng để phục vụ, thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội rất nhiều. Tôi là Phan Xích Sùng, diễn thuyết gia và chuyên gia đào tạo doanh nghiệp cấp cao và là cố vấn chiến lược kinh doanh vì ích lợi của con người. Cảm ơn các chị đã theo dõi cái video clip này. Nhân tiện hôm nay ra ngoài ăn trưa, ngồi ở một cái nhà hàng Mexico, họ bán thức ăn Mexico, thì làm luôn cái clip này để phân tích tình hình kinh tế thời sự cho các anh chị và các bạn có thêm thông tin. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại.